phần sáu la mã phần tổng luận thuộc phần cuối sách tổng luận trung bộ kinh 1. một một la mã tổng quát trung bộ kinh một đại Tạng kinh việt nam ấn hành năm một nghìn chín trăm chín mươi hai gồm có năm mươi kinh chia làm năm phần theo nguyên bản bali và bản dịch tiếng anh bali test society london một chín tám bảy thì có để tên gọi của từng phần. Phần đầu gọi là cương yếu của các pháp căn bản. Phần hai gọi là tiếng rống sư tử. Phần ba không để tên gọi. Chúng tôi tự để tên là các ảnh dụ. Phần bốn và năm gọi là phẩm sông đô. Trong mỗi phần, nói đúng hơn, phần các kinh không phân biệt phần. Bản dịch của Đại Tạng Kinh Việt Nam có để tên một số kinh gọi là Đại Kinh và Tiểu Kinh để tránh sự nhầm lẫn ý nghĩa chữ đại tiểu liên hệ đến nội dung của pháp hành người biên soạn tập sách này sử dụng từ kinh dài thay cho đại kinh và kinh ngắn thay cho tiểu kinh chỉ số trang số từ nhiều hay ít hơn của hai kinh cùng gian đề ấy bản dịch của bali test society một nghìn chín trăm tám mươi bảy bàn đến khá nhiều điểm về hình thức thứ tự của kinh và phật trong lời tựa của dịch giả. Ở đây, người biên soạn sẽ chỉ nhấn mạnh đến phần giới thiệu nội dung kinh, ghi các điểm giáo lý và pháp hành quan trọng mà người đọc cần để tâm và có để thêm lời bàn. Tập sách này để tên là Tìm hiểu Trung Bộ Kinh một nên mỗi kinh chỉ giới thiệu ba phần. Phần giải thích từ ngữ giúp người đọc nắm được nghĩa của các từ ngữ, thuật ngữ Phật học có chú thích thêm tiếng Bali nguyên bản. Phần diệt ngữ là phần giới thiệu của người biên soạn. Phần nội dung bản kinh chỉ giới thiệu các nét giáo lý pháp hành cương yếu. Để người đọc dễ tiếp thu, với những lời dạy của Thế Tôn, mà người biên soạn thấy rằng hành giả cần đọc kỹ để phát triển tư huệ và tu huệ, thì ghi lại nguyên văn của dịch bản diệt ngữ có đối chiếu với nguyên bản Bali và dịch bản Anh ngữ phần bàn thêm người biên soạn nhấn mạnh và diễn dịch các điểm giáo lý và pháp hành cần bàn rộng cần tập trung sự chú ý với chủ tâm là nêu lên một số gợi ý cho người đọc trên tất cả người biên soạn thiện nghĩ rằng mỗi người đọc mỗi người hành sau khi đọc các dịch bản và chú thích của các dịch bản nên tự mình đọc lại nguyên bản từng dòng kinh ba ly anh và việt văn để tự mình trực nhận nghĩa kinh và tự mình phát triển tư huệ. Hai là mã các nét giáo lý đặc thù của trung bộ kinh Mục. Một phần cương yếu của các pháp căn bản hay cương yếu về căn bản của các pháp gồm từ kinh một đến kinh mười. Khi nói cương yếu của các pháp căn bản là nói căn bản của các bản kinh sutta và căn bản của pháp môn tu. Khi nói cương yếu về căn bản của các pháp là nói về nhận thức sự thật của các pháp, các hiện hữu. Cả hai ý nghĩa trên đều được bao hàm trong nguyên ngữ Bali. Mula Bari Yavaga, bản dịch tiếng Anh đề The Division of the Synopsis of Fundamental Thứ nhất, kinh số 1, Mula Bari Yasutta Mở đầu kinh số 1, Đức Thế Tôn dạy Bali, Sabathama, Labariyayam vô phi về de anh ngữ i will teach you mon the synopsis of the fundamental of all things dịch giả dạ anh ngữ dịch từ tham ma là things sự vật các hiện hữu và ghi chú thích cuối trang kinh rằng từ tham ma có nhiều nghĩa các nhân duyên đối tượng của ý pháp trận các cảnh giới của tâm và các hiện hữu theo văn mạch và nội dung của bản kinh, Đức Thế Tôn đề cập đến các cấp độ hiểu biết, nhận thức của con người về đất, nước, gió, lửa, về các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, về sở văn, sở kiến, sở tư niệm, sở tri và về niết bàn. Như thế là ngài đề cập đến cấp độ nhận thức của con người về mọi hiện hữu, dạng hữu. Đó là các cấp độ hiểu biết của người phàm tục, tưởng tri, thức tri, và tư duy của các bậc hữu học thắng tri và của các bậc thánh vô lậu thắng tri và liễu tri qua bản kinh các đại các cảnh giới từ ngã sở dĩ hiện hữu là do tư duy hữu ngã tư duy ngã tưởng tưởng tri thức tri và tư duy của con người dựng nên nếu các hiện hữu được con người nhìn trực tiếp trong đại định trong trạng thái tâm thức vắng mặt tầm tứ gián mặt các tư duy ngã tưởng thì bây giờ có người sẽ trực tiếp thấy rõ sự thật duyên khởi của chúng, cái thấy biết này gọi là thắng tri, không xem các hiện hữu là ta, của ta, hay có mặt trong ta, hoặc ta có mặt trong các hiện hữu. khi mà tâm người nhìn định tĩnh nhất tâm sạch hết các tham sân si cấu quế thì sẽ liễu tri các hiện hữu thấy sự vật như thật. bản kinh đã nêu ra hai vấn đề cơ bản nhất của tâm thức và của cuộc đời thấy sự thật như thật và chân hạnh phúc đoàn tận khổ. Bản kinh cũng đã mở ra nhận thức rằng không gian, thời gian và những gì thuộc không gian, thời gian chỉ là sự hiện hữu của các duyên. Chúng không có thật. Do cảm nghiệp sinh hay do các tập quán nhìn, nghe, tư duy, cảm thọ của chúng sinh mà xuất hiện như thế này, như thế khác. Hạnh phúc hay khổ đau, mình hay vô minh cũng thế. Từ điểm cơ bản, suối nguồn này, Kinh Phật mở ra đạo lộ giải thoát của giới định tuệ của đời sống phạm hạnh, mở ra 152 kinh trung bộ và nhiều kinh khác của năm Nikaya. Thứ hai, kinh số 2, tất cả lầu Hoặc, Saba Savasutta. Nếu bản kinh số 1 là nét cương yếu nhất của nhận thức về con đường, thì bản kinh số 2 là nét cương yếu nhất về nội dung thực hiện con đường linh hồn của công phu thực hiện con đường là như lý tác ý. Tác ý đúng sự thật của các pháp, tác ý để tiêu diệt các lậu hoặc. Biện pháp chiến thuật thực hiện thì có bảy như đã được trình bày. Từ đây, các công phu pháp môn tu tập được triển khai thành nội dung của các kinh tiếp nối, đi vào các chi tiết, đi vào từng bước công phu, từng giai đoạn thực hiện. Thứ ba, kinh số ba, thì quyết định hướng đi thừa tự pháp. Thứ tư, kinh số 4, thì bạn đến hành trang cho nếp sống diễn ly, độc cư thiền định. Thứ năm, kinh số 5, thì thực hiện công phu tẩy sạch cấu quế của tâm với trí tuệ, chuẩn bị tốt cho các bước đi tiếp theo, thành tựu, định học và tuệ học. Thứ sáu, kinh số 6, ước nguyện thì điều rõ các thành tựu, tu tập mà hành giả phải tự mình chứng đạt. Thứ bảy, kinh số 7, Tương tự kinh số 5, đặc biệt giới thiệu việc thực hiện tứ vô lượng tâm. Thứ 8, kinh số 8, kinh đoạn giảng từ hành khởi tâm tác ý đến tâm thanh tịnh để thay thế các tâm cấu quế. Tác ý khởi tâm đến 10 thiện nghiệp để ngăn cản đối trị 10 ác nghiệp. Tác ý khởi tâm đến 10 thánh đạo để loại trừ các tâm thuộc tà đạo. Đây là sự nuôi dưỡng tâm giác tỉnh trí tuệ. Sự tinh cần giữ tâm hướng thượng đi ra khỏi các dòng tâm ấy là sự nuôi lớn định lực. Thứ chín, kinh số chín, chánh tri kiến. Thì phát triển tâm tương tự kinh tám, ăn trú trí tuệ, thấy rõ các pháp bất thiện và gốc của bất thiện, thấy rõ các pháp thiện và gốc của pháp thiện khởi lên trong tâm cho đến khi đoạn sạch ý nghĩ, tôi là. Tương tự, đối với bốn thức ăn, đối với tứ thánh đế, giới thập vị nhân duyên. Bây giờ hành giả thực sự có chánh tri kiến, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp. Đây là công phu thiền quán. Thứ 10. Tất cả các pháp hành từ kinh số 3 đến kinh số 9 và nói chung các công phu thực hiện con đường giới định tuệ đều được giếp vào công phu thực hành tứ niệm xứ kinh số 10. Khi tương đối thành tựu niệm lực và định lực, tứ xác định, hành giả có thể hành thiền quán để cắt đứt 10 kiết sử, có thể hành tứ vô lượng tâm để đoạn trừ hết các lậu hoặc có thể thực hành ngũ căn ngũ lực hay thất giác chi để thành tựu tam minh chứng đắc niết bàn. nói tóm với hai kinh đầu hoặc chỉ mười kinh đầu của trung bộ kinh một đã dạch rõ toàn bộ con đường dẫn đến giải thoát lậu hoặc vượt qua bọc lưu sinh tử hai phần tiếng rống sư tử từ kinh mười một đến kinh hai mươi do vì con đường trên cần được giới thiệu cho người đời những người đang chơi dơi giữa biển dục vọng giữa nhiều dòng kiến, điên đạo kiến, giữa biển hí luận, ngờ dực, nên giáo lý Phật giáo cần mở ra nhiều pháp thoại, đối thoại để giới thiệu thắng pháp. Từ kinh 11 đến kinh 20 gọi là tiếng rống sư tử. Tiếng nói của chánh pháp làm chấn động các thế tục tâm như tiếng rống sư tử làm khiếp hại các thú rừng. Thứ nhất, kinh 11, tiểu sư tử hống giới thiệu trí tuệ của các đệ tử Đức Thế Tôn vượt lên mọi tri kiến ở đời vượt qua hữu kiến và phi hữu kiến giới thiệu thành tựu tứ quả sa môn của đệ tử thế tôn mà các ngoại đạo không thể thành tựu thứ hai kinh mười hai đại sư tự hống thì giới thiệu trí tuệ toàn giác và các pháp thượng nhân của thế tôn là vô lượng đó là thập như lai lực tứ vô sở quý lục thông viên mãn vân vân thứ ba kinh mười ba đại kinh khổ quẩn thì trình bày sự hiểu biết đặc thù của phật giáo về các dục, các sắc, các cảm thọ. Sự hiểu biết này hoàn toàn khác biệt với các tôn giáo, triết thuyết khác. Thứ tư, Kinh 14, Tiểu Kinh Khổ Quẩn thì giới thiệu điều kiện để tẩy sạch dục tâm, các cấu quế của tâm, các hẳn các chủ trương sai lạc của ngoại đạo. Thứ năm, Kinh 15, tương tự Kinh 14, nhắc nhở các vị tỷ kheo quán sát theo dõi tâm, nhanh chóng tẩy sạch các cấu quế để sớm có nhân duyên đi xa hơn vào giải thoát thứ sáu công phu tẩy sạch cấu quế tâm lại được giới thiệu qua một thể cách khác ở kinh mười sáu tâm quan du đó là việc xóa sạch các tâm quan du tâm triền phược mà các phật tử mới vào đạo và các ngoại đạo đang dướng mắt kinh mười sáu giới thiệu thêm một bước đi mới theo sau bước tẩy sạch tâm cấu quế là thực hiện tứ thần túc hay tứ như ý túc dục định tinh tấn định tâm định và tư duy định để đạt đến điểm vô thượng an ổn. Thứ bảy, kinh 17, khu rừng, thì chỉ bài cách chọn trú xứ và người thân cận nào thuận cho công phu tu tập giải thoát, đơn giản nhưng thiết thực. Thứ tám, kinh 18, mật quạt, tiếp tục giới thiệu nội dung của con đường, nêu trên cho một học giả ngoại đạo, rất gọn nhẹ, không tham ái đối với hữu và phi hữu. Công phu thực hiện cụ thể cũng rất là đơn giản theo dõi sáu căn dập tắt ngay các tham ái vọng tưởng khởi lên từ sáu căn giản dị nhưng đó là một tiếng đống sư tử khác thứ chín kinh mười chín kinh sông tầm thế tôn nói lên kinh nghiệm của ngài về công phu loại bỏ các tư duy về dục sân và hại và hướng tư duy về ly dục vô sân vô hại kinh nghiệm tâm lý có giá trị rất giá trị ở đây là khi tâm quan sát nhiều về vấn đề gì thì tâm sinh khuynh hướng về vấn đề ấy. Thứ mười kinh hai mươi an trú tâm tiếp tục phát triển kinh nghiệm tâm lý trên giới thiệu cách an trú tâm vào đối tượng để thực sự tiêu diệt dục tầm sân tầm và hại tầm để nội tâm được định tĩnh. Đây là một kinh nghiệm rất cần thiết cho đời vốn bị dướng mắc vào vô số phiền não do các dục tầm sân tầm hại tầm ấy tạo ra làm chủ các tầm tâm sở là làm chủ tư duy. Làm chủ tư duy là bước đi cơ bản, làm chủ đời sống của chính mình. Mỗi kinh trong 10 kinh về đề cập đều đến với đời như một tiếng rống sư tử gây kinh hãi các tiếng nói dục vọng chấp thủ kiến ở đời. 3. Phần các kinh ảnh dụ Từ kinh 21 đến kinh 30, chuyển tải nhận thức về con đường và các phương cách thực hiện con đường cho nhiều căn cơ khác nhau, cá nhân và tập thể là một quá trình giáo dục dần dùng tâm lý và kỹ thuật giáo dục đối với đoàn thể tăng già với nếp sống khất thực sống chốn núi rừng với nhiều cá nhân đến từng nhiều giai tầng xã hội khác nhau hưởng thụ các nếp giáo dục khác nhau công việc hướng dẫn tu hành trở nên không đơn giản thế tôn đã phải chế ra giới bổn các học pháp và sử dụng nhiều kỹ thuật giảng dạy truyền đạt bên cạnh đó sự hiện diện và phát triển của lục phái ngoại đạo các ác ma thường tạo ra nhiều chướng ngại tu tập mà mỗi tỷ kheo cần phải nhiếp phục. Sự thành lập đoàn tỷ kheo ni cũng là một vấn đề khác nữa. Do đó, sau 20 bản kinh hầu như rất đầy đủ vừa được đề cập, Đức Thế Tôn đã mở ra rất nhiều pháp thoại giáo hóa trong suốt 45 năm trú thế sau ngày thành đạo. Mười kinh đối với các ảnh dụ tiếp theo là một điển hình. Ngài đã sử dụng ảnh dụ để giúp thính chúng dễ hiểu, dễ nhớ và giải pháp qua nhiều ngôn từ, thi thiết khác nhau để soi sáng nhận thức về pháp và về công việc thực hành pháp. Thứ nhất, kinh 21, ví dụ cái cưa, giúp các kỹ kheo nhớ để nhắc nhở mình nhiếp phục các tâm cấu quế, phát triển tự tâm và tuệ tâm. Thứ hai, kinh 22, ví dụ con trắng. thì nhắc nhở tỷ kheo cẩn trọng, hiểu rõ pháp và vai trò của pháp ngộ nhận về pháp sẽ chuốc lấy hậu quả như bắt rắn ở thân đuôi của nó sẽ bị rắn cắn đến mất mạng hay đau khổ gần như mất mạng thứ ba kinh 23 nhắc lại mục tiêu đoạn trừ lậu hoặc của nếp sống vạn hành thứ tư kinh 24 trạm xe tôn giả sẽ lời phất lập lại mục tiêu xuất gia là để đắc vô thủ trước biết bàn mà không phải là các thành tựu của giới định và tuệ chưa toàn giác qua ví dụ bảy trạm xe như là các thành tựu giới thanh tịnh tâm thanh tịnh kiến thanh tịnh đoạn nghi thanh tịnh đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh đạo tri kiến thanh tịnh tri kiến thanh tịnh tương tự phẩm kinh quá thành dụ kinh diệu pháp liên quan thứ năm kinh hai mươi lăm bảy mùi thì cảnh báo các kỹ kheo về các ma chướng ở đời và ở nội tâm giác tỉnh bám chặt mục tiêu giải thoát đi suốt lộ trình thiền định cho đến định cuối cùng việc thọ tưởng định tỷ kheo cần nghiêm túc tiêu diệt tham ái cõi dục cõi sắc và cõi vô sắc thứ sáu kinh hai mươi sáu thánh cầu thì giới thiệu con đường giải thoát mà thế tôn vượt qua ở hiện thế để các tỷ kheo học tập ánh sáng từ sự thật duyên khởi sẽ chiếu rọi lộ trình đoạn diệt ái tịnh chỉ các hành hướng thẳng đến niết bàn thứ bảy kinh hai mươi bảy kinh ngắn dấu chân voi thì giới thiệu về sự việc và la môn học giả bác học tán thán thế tôn như là bậc đạo sư vô tỷ đương thời sự tán thán chưa thật sự chân thật nếu chỉ dựa vào danh kiến vào sự cung kính tôn trọng của những người thời danh đối với thế tôn hay dựa vào giáo huấn đơn thuần của thế tôn chỉ khi nhìn thấy thành tựu giải thoát hết thể lậu hoặc chứng đắc tam minh của các đệ tử của thế tôn thì lời tán thán thế tôn là bậc chánh đẳng giác pháp được thế tôn khéo thuyết giảng chúng tăng ni khéo hành trì mới chân thật giá trị. Thứ tám, kinh 28, kinh dài dấu chân voi thì giới thiệu tứ thánh đế là pháp nhiếp tất cả thiện pháp. Qua đó, tứ thánh đế thực sự là giáo lý nền tảng của Phật giáo. Tứ đế là duyên khởi, là ngũ thủ quẩn và duyên khởi. Ngũ thủ quẩn bao hàm đầy đủ ý nghĩa tứ thánh đế. Thứ chín, kinh 29, kinh dài, ví dụ loại cây. Như là trường hợp tu tập thối thất của tôn giả đề bà đạt đa dẫn đến sự phá hòa hợp tăng chia rẽ đoàn thể tăng giả nhưng sự việc này thế tôn nhắc nhở các tỷ keo không nên tự mãn trước các thành tựu giới định và các tri kiến mà phải dứt hướng tiến đến bất động tâm giải thoát bất động tâm giải thoát là mục tiêu mà không phải là các danh vọng tôn kính lợi dưỡng thứ mười kinh ba mươi kinh ngắn ví dụ loại cây thì ghi lại thái độ chỉ bài sự thật chánh đẳng giác của Thế Tôn cho một bà la môn học giả về sự kiện các giáo chủ ngoại đạo đều tự tuyên bố mình là chánh đẳng giác. Ai có thể tự mình chứng ngộ và giới thiệu con đường đi đến chứng ngộ mục tiêu phạm hạnh, bất động tâm giải thoát, thì vị ấy có thể tuyên bố mình là chánh đẳng giác. Các ảnh dụ trong các kinh vừa giới thiệu đã giữ một vai trò quan trọng trong kỹ thuật khai ngộ và đánh thức tâm thức thính chúng. Quan trọng đến mức ảnh dụ được dùng đặt tên bản kinh. 4. Phần các kinh sông đôi, từ kinh 31 đến kinh 50. Gọi là kinh sông đôi, vì có từng hai kinh kế tiếp có cùng tên, một kinh dài, một kinh ngắn, hoặc là tên của địa điểm giảng kinh, hoặc là tên của một nhân vật hỏi đạo, hoặc là tên của ví dụ trong kinh, hoặc tên tiêu đề của bản kinh. Có xen kẽ vào sáu kinh riêng lẻ. Hai mươi kinh sông đôi chứa đựng các nội dung khác nhau. Thứ nhất, kinh 31 và 32, sừng Bò, giới thiệu các thành tựu phạm hành của các đệ tử thời danh. Tôn giả Anuruddha, Nandiya, Kibila, Kinh Ngắn, Tôn giả sẽ Lợi Phất, Một Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Revata, Libada và Anna. Thứ hai, kinh 33 và 34, Văn Bò, giới thiệu vai trò đạo sư của Thế Tôn dẫn dắt chúng đệ tử vượt qua bộc lưu ác mà. Thứ ba, kinh 35 và 36. Sắc Kha Kha, Thế Tôn Hằng Cục Ni Kiền Tử Sắc Kha Kha, một luận sư ngoại đạo thời danh và rất kiêu ngạo. Các lập luận mánh khóe, sáu quyệt quanh co của Sắc Kha Kha về chấp thủ tự ngã tan dở trước nhận thức như thật của Thế Tôn, như quả trứng cho vào đá cứng. Các lập luận của Sắc Kha về tu thân và tu tâm thì tối tâm, quờ quạng như người đi giữa đêm tối. Đây là các mẫu đối thoại điển hình giữa Thế Tôn và ngoại đạo, giữa chân như và hí luận. Thứ tư, Kinh 37, Đoạn Tần Ái Thế Tôn giảng tóm tắt cho Thiên Chủ Sát Ca, đang xe đắm hưởng thụ thiên lạc. Kinh 38, Kinh dài Đoạn Tần Ái Giảng cho Tỷ Kheo Sa Ti và chúng Tỷ Kheo nhân sự kiện Tỷ Kheo Sa Ti hiểu sai về lời dạy của Thế Tôn về thức, cho rằng thức là luân chuyển nhưng bất biến với các tà kiến ấy sati không thể phát triển được trí tuệ không thể đoạn trừ ái thủ thứ năm kinh ba mươi chín kinh dài sớm ngựa minh định các pháp tác thành sa môn tam quý ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh ăn uống tiết độ chú tâm cảnh giác chánh niệm tỉnh giác sống diễn ly thành tựu hiện tại lạc trú chứng đắc tam minh kinh bốn mươi kinh ngắn sớm ngựa thì minh định công phu giải thoát là chuyển quá tâm thức do chính tâm mình thực hiện, chứ không phải do các hình thức khổ hạnh, do các nghi lễ, các chú thuật. Thứ sáu, kinh 41, kha Chỉ rõ sự thật của thân, khẩu, ý nghiệp, quyết định cảnh giới đầu thai, nghiệp ác thì dẫn dắt chúng sinh con người về ác thú, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Nghiệp thiện thì dẫn dắt con người về thiện thú, cõi người, thiên giới và theo ước nguyện mà chuyển sinh. Kinh 42, cha Chakha giới thiệu cùng nội dung như kinh 41 cho bà La Môn Veranchaka. Thứ bảy, kinh 43, kinh dài phương quảng là mẫu chuyện đàm đạo trao đổi kinh nghiệm giải thoát giữa hai đại tôn giả Maha Kothika và Sariputta. Đặc biệt nhất là bàn về diệt thọ tưởng định, vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải thoát. Kinh 44, kinh ngắn phương quảng thì thuật cuộc đàm đạo giữa một vị Anna Hàm, cư sĩ Visakha và tỷ kheo ni A La Hán. Sự cách biệt về kinh nghiệm giải thoát hiện rõ khi đề cập đến việc thọ tưởng định và niết bạc. Thứ tám, kinh 45 và 46, pháp hành. Giới thiệu bốn loại pháp hành, nhìn ở khía cạnh cảm thọ, hiện tại khổ đưa đến tương lai khổ, tương lai lạc. Hiện tại lạc đưa đến tương lai lạc, tương lai khổ. Thứ 9, kinh 47, từ xác quan sát để tự mình biết được sự thật về chánh đẳng giác của như lai để xác định lòng tin đối với ngài từ lòng tin phật dẫn đến lòng tin pháp các lời dạy của như lai từ lòng tin pháp dẫn đến quyết tâm thực hiện pháp từ quyết tâm thực hiện pháp dẫn đến kết quả dập tắt các nguyên nhân gây ra khổ đau đây là trọng điểm duy nhất mà mọi bản kinh phật đều hàm ý hướng về các kinh trung bộ một đều có cùng quan điểm ấy thứ mười kinh bốn mươi tám Kosabi thì nhằm xây dựng một liếp sống tránh xa các cạnh tranh, đấu tranh, xung đột, thực hiện sáu pháp hòa kính để mọi tu sĩ đều sống chung trong một môi trường thuận lợi cho sự nghiệp giải thoát khổ, cho công phu thực hành phạm hạnh, cho công phu thành tựu bảy loại tri kiến để đi vào thánh lưu, bất thối chuyển đối với niết bạc, bất động tâm giải thoát. Thứ 11, mươi 49. Phạm Thiên cầu thỉnh thì đề cập đến sự quan tâm của Thế Tôn về Phật sự giáo hóa chư thiên ở cõi trời Đại Phạm. Giữa môi trường sống đẹp đẽ thanh thoát và hầu như vắng mặt vô thường, sinh diệt, Phạm Thiên Ba Ca liền rơi ngay vào chấp thủ kiến. Chấp thường hay chấp hữu? Thế Tôn đã thị hiện Đại Thần Thông trước Ba Ca và Thiên Chúng ở Đại Phạm Thiên để thức tỉnh họ đi ra khỏi sự tham trước hữu, nhổ lên gốc rễ của hữu. Thứ 12 Kinh 50 hàng ma. Tôn giả Mục Kiền Liên hàng phục ác ma, giúp ác ma khỏi địa ngục nước sôi như ác ma Đu Si, tiền thân của Ngài. Kinh 50 còn để lại cho đời một niềm tin lớn. Dù bị rơi vào địa ngục nước sôi một dạng năm, ác ma Đu Si đã có dân duyên để trở thành đại tôn giả Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử thứ hai của Thế Tôn Gautama. Thì dù có chịu dạng khổ đau ở đời này, con người vẫn còn đang còn nhiều cơ hội giải thoát mở ra trước mắt mà Thế Tôn tăng già và chánh pháp để lại. Cơ hội giải thoát của một Phật tử, một tỷ kheo lại càng lớn hơn. Đừng để đánh mất đi các cơ duyên giải thoát ấy. Gần chánh pháp là gần cơ duyên ấy vậy. Năm, phần giáo lý hiếm được đề cập ở các kinh khác đã được đề cập ở Trung Bộ một. Đó là phần giới thiệu tu tập tứ vô lượng tâm. Chỉ có ba kinh trong 50 kinh của Trung Bộ một có đề cập trực tiếp tới tứ vô lượng tâm. Kinh số 7, ví dụ tấm giải kinh 40, kinh ngắn sớm ngựa và kinh 50, kinh hàng ma. Đại từ, đại bi, đại hỷ và đại xã hiện ra như một dùng khí hậu bốn mùa mát mẻ của tâm thức giải thoát. Ở đó đại tuệ được nuôi dưỡng và phát triển hoàn mãn. Tứ vô lượng tâm được Đức Thế Tôn giảng dạy như là thiền quán được tu tập trên cơ sở thành tựu của tứ thiền xác định hay trên cơ sở thành tựu hiện tại lạc trú. Từ sơ thiền đến tứ thiền sắc giới tập đây là điểm giáo lý mà các nhà nghiên cứu Phật học cần để tâm nghiên cứu nhiều hơn và giới thiệu rộng rãi hơn cho đời. 6. Nhận định tổng quát Có thể nói rằng chỉ 10 kinh đầu tiên của Trung Bộ một con đường nhận thức và tu tập của Phật giáo đã được giới thiệu đầy đủ. Các pháp tu ấy và chánh kiến ấy trên thực tế được Thế Tôn và các đại tôn giả giảng dạy trong suốt 45 năm với nhiều hình thức trình bày. Ngôn ngữ thí dụ khác nhau tất cả vẫn là sự dân hành của năm quận mười hai nhân duyên tế sạch tâm cấu quế sống diễn ly hiện tại lạc trú tịch tình trú biến mạng tứ vô lượng tâm khắp mười phương để đắc tam minh lục thông hay bất động tâm giải thoát hoặc vô thủ trước niết bàn giản dị hơn là nội dung giới định tuệ giải thoát và tri kiến giải thoát vô lượng ngôn từ giảng dạy và vô lượng pháp môn tu đều được bao hàm trong chừng ấy không thể khác bởi vì muôn thuở con người và cả mọi chúng sinh vẫn chỉ bị ràng buộc bởi các ác tâm, hại tâm, bất thiện tâm, bởi ngũ cái, bởi tham đắm, các cảm thọ, bởi tham ái hữu hay phi hữu. Do vì mọi người vẫn lặp đi lặp lại các khổ đau sinh khởi bởi tham lam, sân hận, si mê, nên con đường đối trị khổ đau được lặp lại, lặp lại mãi. Do vì không gian thời gian, các hiện hữu con người và chúng sinh không thực sự có hình tướng như chúng đang là nên những câu hỏi và trả lời về chúng đều rơi vào quan du hí luận cái gọi là chúng chỉ là vô minh một sự hiện diện của vô lượng bi thảm tối tâm mà sự dập tắt chúng chỉ có con đường vì thế mà tâm tàng kinh luật luận của các bộ phái Phật giáo đều chỉ giới thiệu con đường đi là phần còn lại của những ai đang cảm nhận khổ đau trước sự hiện diện của tướng trạng bất định bất định như chưa từng hiện hữu thì có máy móc tinh vi nào làm được công việc tìm hiểu cân đo đông đếm các hiện hữu không phải là các cá thể và chẳng bao giờ là cá thể mà là một tràng vô tận nhân duyên điều mà đức thế tôn đã khám phá qua duyên khởi từ đó ngài thành đấng chánh đặng giác và chuyển dần bánh xe pháp xây dựng dương quốc trí tuệ dương quốc của đoạn tầng thức đoạn tầng ái đoàn tần thủ đoàn tận hữu đoàn tần vua minh chừng nào còn khổ đau con người còn cần kiên nhẫn lắng nghe từng bài kinh phật để thấy rõ con đường và thực hiện con đường đây là tiếng nói siêu triết lý siêu tôn giáo và siêu xã hội mà nhân loại đang cần Tâm Diệu Pháp Âm. Gian phòng chùa Khuôn Diệt. 1 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 02836208438. Website: dieuphapam.net. Kênh Youtube: youtube.com/ trên diều pháp âm.